Bản thân em cảm thấy rất là vui và em cùng với những anh em trên đội tuyển đã trải qua rất nhiều những cái lần đầu tiên như thế này, và mỗi lần đó nó mang lại cho chúng em rất nhiều bài học quý giá và nó như là một cái thử thách để chúng em cố gắng để vượt qua. Qua từng giải đấu thì giống như cái việc của em cố gắng luôn để đi tiến lên những cái nấc thang mới, và bọn em cảm thấy rất háo hức trước cái giải đấu lần này. Riêng cá nhân em thì em cũng luôn 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 cố gắng để có giữ cho mình được cái thể trạng tốt và đạt cái phong độ cao nhất trong giải đấu này. Em nghĩ là chúng ta cũng không cần phải phân tích quá kỹ đối thủ để biết là họ mạnh như thế nào. Tất cả các đội bóng đều là những đội bóng mạnh ở khu vực châu Á và là những đội bóng lớn, có những đội bóng đã từng tham gia rất nhiều lần World Cup. Và tuy nhiên thì em nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ không tham gia với cái mục tiêu chỉ là cọ sát, mà chúng em sẽ có cái mục tiêu, chúng em sẽ đặt ra cái mục tiêu cụ thể rõ ràng để chúng em có thể hướng tới, mình có thể cố gắng đi xa nhất có thể. Cảm nghĩ của em cho việc là đội tuyển Việt Nam có cơ hội để đá trên sân Mỹ Đình trong mùa dịch như này thì tất nhiên việc chơi trên sân nhà là một cái điều rất là quan trọng cho tất cả các đội bóng. Cá nhân em sẽ cảm thấy có một sự cổ vũ, có một sự ủng hộ vô hình từ khán giả, mặc dù họ không đến sân thì bọn em vẫn sẽ cảm thấy được cái sức mạnh mà mọi người mang đến cho em, cho chúng em khi thi đấu sân nhà. Và hy vọng là trong thời gian ngắn thì dịch Covid ở Việt Nam được kiểm soát thì khi đó khán giả sẽ được trở lại sân, và lúc đó thì cái bầu không khí mà chúng em được thi đấu sân nhà nó lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Cái tinh thần Việt Nam thì nào? Vâng, vẫn là cái tinh thần ở Việt Nam mà thầy Park luôn nhắc đến, đó là ở các cầu thủ Việt Nam có những cái tinh thần rất đặc biệt mà không phải cầu thủ của các nước nào cũng có. Em sẽ cố gắng để phát huy cái tinh thần đó, luôn luôn máu lửa và luôn luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn. Cảm ơn.